Xin mời Đào hát cùng với Salina bài Đời Cô Lộn. Xin mời. Má nói gì là gì? Con là con của má nè. Má, ai đã gửi thư cho má? Ai gửi thư cho má vậy má? Hả? Chồng của má? Kim Anh ơi, dị dàng đau trước mắt con như mây đen dần vô kéo tới.
chị có phun hai máy không mà sao nó chữ tiếng đờn nó trước rồi cái chữ nó sau rồi em chưa có thấy chữ em đâu hát được. Em hát theo tiếng đàn nữa thì em không có thấy chữ em hát không được, không có nhớ cái thuộc lời nữa. Thành ra nếu mà hồi thu hai máy là nó bị trước sau rồi chị, giống như cái máy chị thu á là chị đọc thì được, nhưng mà cái máy thu là cái máy sau nó chữ nó đi không trúng lắm là hát không có được, nó bỏ tới bốn chữ luôn đó, ba chữ mấy. Em cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho chị Selina Trần và Hồ Chí nha.